Gồm xin chào tất cả các bạn nha, chào tất cả các anh chị em thợ may đồng nghiệp nha. Chúc cho các bạn và các anh chị em thợ may đồng nghiệp có một ngày làm việc thật là vui vẻ. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là một cái mẫu đầm cổ vuông tay giống phòng hai lớp đắp dây gời nha. Phần phía trước này mình có giống làm kiểu nè, mình tạo kiểu ha, gã đô phía trước mình gã đô như vậy. Rồi cái mẫu đầm rất là đơn giản nha, đầm xè nhẹ thôi. Mặc dù nó đơn giản nhưng mà mặt rất là dễ thương nha. Tay giống phồng hai lớp luôn đó. Đây cái phần tay nè, phía trong mình may một lớp nè. Tay cơ bản thường, còn phía ngoài mình may cúc giống nha. Các bạn xem video của mình nhớ bấm cho mình một lượt đăng ký nè, một lượt thích để ủng hộ tinh thần cho mình nha. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cái cách mình làm được mẫu đầm này cho các bạn cùng xem luôn nha. Để cắt được mẫu đầm mà mình vừa giới thiệu đó thì mình cần có một cái số đo cụ thể nha. Ở đây mình có cái số đo nè. Dài 85, vai 34, hạ eo 34, vòng eo 72, vòng kích 84, tay là 20, cổ tay 28, vòng mông là 98 nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắt mẫu đầm này, nhưng mà mình cắt dựa trên cái kinh nghiệm của mình chia sẻ theo cách của mình cắt, mình không có cần phải gập đầm cơ bản mà mình vẫn cắt được một cái mẫu đầm xinh xắn ha. Thì ở đây mình có cái dài đầm nè. Dài đầm của mình là 85. Mình sẽ tính cái phần hạ eo của mình là 34 nè, mình sẽ trừ đi cái phần hạ eo là mình được 51. Ở đây 51 này, con số 51 này chính là cái tùng đầm của mình ha, chiều dài tùng đầm mà mình sẽ cắt đó. Thì mình sẽ cắt cái phần phía trên nè, cái phần đô phía trên là dài 34 nè. Đó là cái phần phía trên đó. Thì mình sẽ cắt không có cần dựa trên gập đầm cơ bản, mình sẽ cắt riêng từng khâu, phần đô phía trên trước nè, rồi cái phần phía dưới phần tùng mình sẽ cắt sau. Thì các bạn nào mà không phải thợ chuyên nghiệp thì mình sẽ ứng dụng theo cái cách này ha. Cái cách này nó rất là dễ cắt, dễ hiểu. Và khi lên cái vơm áo, vơm đầm thì nhìn cũng rất là đẹp nha, xinh xắn, không có kém gì cái vơm mà mình cắt biến kiểu từ cái gập cơ bản cả. Thì mình từ cái kinh nghiệm của mình rút ra được thì mình chia sẻ cho các bạn ha. Những bạn nào không phải là thợ chuyên nghiệp vẫn có thể may được những cái mẫu đầm xinh xắn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình xếp giấy ha. Mình cắt nè, cái phần thân trước thì mình sẽ xếp giấy gấp đôi nè. Thì bây giờ mình sẽ cắt cái phần đô phía trên là 34 cm, mình hạ đô đó. Thì cái phần giấy á, nó đã có cái song bằng sẵn, mình không có cần lấy song bằng lại nữa. Đây, hạ eo 34. Mình sẽ cắt dựa trên cái số đo hạ eo này nha. Hạ eo của mình 34, mình sẽ cộng thêm một phân may nữa là 35. Một phân đó là để khi mình gáp chung với cái phần tùng phía dưới nè, mình phải chừa nha. Rồi mình gạch được cái đường ngang vai. Ngang vai của mình sẽ bằng là 1/2 của vai. Mình cộng thêm 0,5 nha. Nếu các bạn thích cái phần vai cao thì mình có thể mình không cộng. Tại vì ở đây là cái tay giống nó hơi bồng bồng lên thì mình không cộng cũng được. Hạ xuôi vai bằng 1/10 của vai nè. Rồi bây giờ mình sẽ tính cái phần hạ kích nè, hạ ngực đó. Hạ ngực ở đây mình sẽ bằng 1/2 của bắp tay. Mình cộng thêm 1 cm nha. Bắp tay của mình ở đây là 28. 1/2 bắp tay của mình sẽ được là 14. Mình cộng thêm 1 cm nữa mình được là 15 tổng cộng nha. Đối với những cái loại vải mà nó co giãn, chẳng hạn như thun nè, thì mình sẽ không có cộng thêm 1 cm nha. Mình chỉ ứng dụng công thức là bằng 1/2 của bắp tay thôi, hạ ngực á. Rồi mình sẽ đo. Mình lấy thẳng qua đây nha. Là mình sẽ dựng được cái đường ngang ngực của mình. Đây là cái đường kích đó. Ngang kích sẽ bằng là 1/4 của vòng kích nè. Mình cộng cho 3 cm đó nha. 3 cm nữa. Thì ở đây là 3 cm là bao gồm là 2 phân đường may và 1 phân cử động ha. Đối với công thức của mình, lúc nào mình cũng cộng sẵn 2 phân đường may vào trong cái thân áo của mình luôn, mình không có cộng riêng nha.
Bây giờ mình sẽ dựng đường chéo nách nè, mình hạ vuông góc, mình lấy lệch vô là 2,5 cm. Đây, mình gạch như vậy. Rồi, tiếp theo mình sẽ tính cái phần ngang eo của mình nè. Ngang eo sẽ bằng 1/4 của vòng eo. Mình cộng cho 2 phân ly nè, mình chiết ly là 2 phân. Mình cộng thêm 2 phân đường may nữa nha. Thì ở đây tổng cộng mình sẽ được là 22 cm nha. Vòng eo của mình là 72 đó. 72 1/4 vòng eo là 18. Mình cộng thêm 4 tổng cộng nữa mình được 22. Rồi bây giờ mình sẽ hạ ben nè. Hạ ben sẽ bằng là 1/4 của vòng kích nha. Ở đây mình sẽ hạ ben là 21 cm nè. Rồi độ lớn của ben á, sẽ bằng là với cái phần kích mình đã cộng rồi nè. Mình đo như vậy mình giảm 4. Rồi cái phần còn lại này mình sẽ chia 2. Mình sẽ được là 10 cm nha. Thì mình tính như vậy nó cũng xuất sắc, là nó chính xác đó ha. Thì mình chỉ lại cái cách mà mình tính đơn giản, dễ nhớ, dễ hiểu cho các bạn có thể tham khảo ha. Rồi ở đây mình chiết ly ben mỗi bên 1 cm đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình vẽ cái đường chéo nách nè. Mình sẽ dùng thước cong này mình vẽ luôn nha. Mình đặt thước như vậy để mình vẽ được cái đường chéo nách nè. Rồi khi dựng xong cái đường chéo nách, mình sẽ tiến hành mình lấy cổ áo nha. Bây giờ mình sẽ vẽ gọng cổ nè. Mình sẽ lấy gọng cổ 8,5 cm nè. Rồi 8,5. Hạ sâu cổ mình sẽ lấy là 12 cm nha. Thì ở đây cái phần cổ thì mình có thể gia giảm theo yêu cầu của khách thôi. Khách thích cổ gọng thì mình cắt cổ gọng nha. Còn thích cổ dừa thì mình vẽ trung bình thôi. Ngang cổ dưới nè mình sẽ lấy là 7,5 cm nha. Mình cho nó đi xéo như vậy. Tiếp tục á, mình nối cái đường từ điểm cổ đến đường hạ xương vai. Mình chừa 1 cm để mình gáp cái phần vai của mình nha. Rồi như vậy là xong cái phần thân trước. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắt ra. Rồi mình tiếp tục mình vẽ cái phần thân sau mình mới tạo kiểu nha. Rồi sau khi mình cắt xong nó được như vậy. Giờ mình sẽ vẽ cái phần thân sau nha. Thân sau thì mình đặt cái phần thân trước lên nè. Rồi mình sang những cái điểm cần thiết qua nè. Đó là cái đường ngang vai, đường ngang eo nè. Và cái đường ngang kích qua cái phần thân sau. Rồi mình sẽ lấy thêm cái phần chùm dây nè. Cái phần dung dây của mình là 4 cm nè. Rồi cái phần sống lưng ở đây mình sẽ chừa để mình trao khóa giọt lệ là 2 cm nha. Rồi mình sẽ dựng được những cái đường ngang như vậy. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình vẽ cái phần ngang eo. Thì ở đây á, cái phần võng lưng của nữ thì mình sẽ đánh vô là 1,5 cm nha. Mình sẽ cho nó có độ cong vô như vậy. Khi mình mặc thì cái phần da dây kéo nó sẽ ôm theo cái phần võng lưng. Nó không có bị đùng chỗ cái phần dây kéo của mình ha. Nó không có bị thừa đó. Thì mình vẽ lại cái đường mình tra sống lưng là 2 cm nè. Rồi bây giờ mình mới tiến hành mình vẽ lại cái đường ngang eo nha. Ngang eo thân sau thì sẽ bằng ngang eo thân trước thôi. Ở đây mình lấy từ cái điểm mà mình trừ 2 cm để tra khóa nha. Mình lấy bằng ngang eo của thân trước. Kích thì mình cũng lấy bằng ngang kích thân trước nha. Hoặc nhỏ hơn 1 cm đều được ha. Ngang vai thân sau sẽ tương tự với ngang vai thân trước nha. Bằng 1/2 của vai đó. Rồi hạ xuôi vai bằng 1/10 vai. Ngang cổ sau thì mình lấy là 8,5. Mình sẽ nối từ cái điểm hạ xuôi vai với điểm cổ, chừa 1 phân để mình gấp vai nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy sâu cổ sau nè. Mình sẽ hạ sâu cổ sau là 15 cm nha. Mình hạ 15 nè. Rồi mình gạch ngang như vậy. Mình sẽ dựng được cái đường chéo nách của thân sau. Mình lấy lại cho đây 1 cm nha. Đây là cái đường chéo nách thân sau nè. Mình nối từ điểm eo với điểm kích luôn. Rồi mình sẽ đặt cái phần thân trước lên nè. Để mình vẽ được cái phần đường chéo nách của thân sau nha. Mình sẽ dựa trên cái đường chéo nách thân trước luôn. Mình vẽ nha. Rồi cái điểm này mình sẽ tô đậm lại nè. Mình cứ vẽ theo cái đường chéo nách của thân trước nha.
Đây mình đặt lên nó như vậy. Mình sang lại mình làm dấu cái phần bên luôn nha. Rồi tiếp theo nè, mình sẽ sang cái đường bên nè của thân trước qua cái phần thân sau luôn. Rồi mình sẽ vẽ lại cái phần bên nha. Nha, sâu bên của thân sau sẽ bằng sâu bên của thân trước nha. Mình lấy vô 10 cm đó. Rồi mình cũng chiết ly bên là mỗi bên là 1 cm nha. Rồi mình sẽ lấy gọng cổ phía dưới của phần cổ sau nè, mình sẽ lấy là 8 cm nha. Cổ sau thì mình lấy hơi gọng xíu cũng được nha. Rồi mình sẽ nối xuống như vậy. Do cái phần cổ sau á, là mình sẽ có cha khóa giọt lệ, thì mình sẽ vẽ cái phần cổ vuông này là xuống đây là 1 cm nè. Mình gạch xéo lên như vậy. Mình gã luôn cái phần vai này ra nè. Mình gạch xéo như vậy để khi mà mình cha khóa đó, thì cái phần khóa cổ vuông của mình nó sẽ đẹp hơn, nó không có bị thừa cái phần chỗ mình cha dây kéo lên cao cao lên nó không đẹp ha. Cái này là mình cắt xéo xuống 1 cm như vậy, là khi mình cha khóa rồi á, thì cổ nó rất là thẳng và đẹp ha. Rồi bây giờ mình chỉ việc mình cắt ra thôi. Như vậy là xong cái phần thân sau luôn rồi đó. Sau khi mình cắt phần thân sau và thân trước hoàn thiện thì mình sẽ quay trở lại mình thiết kế lại cái phần vai nha. Ở đây là áo tay dúng đó, cũng như ở cái phần giới thiệu đó, mình có giới thiệu đó, cái phần tay dúng nó hơi cao đó, thì bây giờ mình sẽ muốn cho cái phần tay dúng nó cao lên thì mình sẽ giảm bớt cái phần vai này, cả thân trước và thân sau mình giảm 2 cm nha. Mình vẽ lại cái phần vai này để cho cái phần tay dúng nó bồng lên trên cái phần vai nhiều hơn, thì mình giảm vô, cắt bỏ đi 2 cm nha, cả thân trước và thân sau luôn. Mình sẽ dùng thước kỹ thuật đó, mình đặt lên để mình cắt giảm đi cái phần vai này. Đây mình đặt lên như vậy, mình vẽ lại rồi mình gọt bỏ cái phần vai thừa đi ha. Rồi mình sẽ cắt nó ra luôn nha, cắt bỏ cái phần mà mình đã vẽ này nè, mình cắt bỏ luôn. Tương tự như vậy thì cái phần vai của thân trước thì mình cũng làm tương tự như cái phần vai thân sau. Sau khi mình giảm bỏ cái phần vai thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắt rời cái phần cầu vai ra. Mình cắt cả cái phần thân trước lẫn thân sau nha. Rồi mình sẽ đo lại hai cái số đo của hai cái cầu vai này, thân trước và thân sau, để mình vẽ lại cái cầu vai liền nha. Giờ mình sẽ dùng thước mình đo nè. Cái phần thân sau mình sẽ được là 15 cm nè. Chiều dài ha, mình sẽ tính nè, chiều dài là 15 cm nè. Rồi cái cầu vai thân trước mình sẽ đo được nè, mình đo phía trong này nha, là 12 cm. Rồi mình sẽ cộng hai cái thông số này lại với nhau, mình sẽ được là 27 cm nha. 27 cm này chính là cái thông số để mình cắt cái cầu vai liền đó nha. Mình sẽ xử lý cái phần thân trước, cái phần cầu vai mình để cắt sau nha. Cái phần thân sau thì mình giữ nguyên nè, mình không có thêm kiểu gì. Phần bên mình cũng giữ nguyên. Mình sẽ xử lý cái phần thân trước nha. Thân trước này nè, mình sẽ giảm bỏ cái phần bên. Bây giờ mình sẽ phát triển mẫu nè. Từ cái phần ngang eo mình lấy lên là 5 cm nha. Rồi từ cái điểm ngang cổ trước nè, ngang cổ trước mình sẽ lấy sâu xuống là 13 cm nha. Từ đây xuống đây mình lấy 13 cm nè, mình làm dấu cái điểm 13 cm ở đây. Rồi cái đoạn phía trên này mình sẽ tạo kiểu đó, mình sẽ đặt cái thước xéo như vậy, nối từ cái điểm 5 cm tới cái điểm 13 cm nè, mình gạch thẳng qua đây. Rồi ở đây mình sẽ đánh bầu nha, mình đánh cho nó ôm theo cái bầu ngực của mình, cái bầu ngực nó nằm dưới cái phần chân ngực nha. Đánh cho nó bầu bầu nha, cho nó có cái độ bầu mượt thì nó sẽ đẹp hơn nha. Các bạn làm cho nó có cái độ bầu úp theo cái phần vòng ngực của mình đó. Rồi tiếp theo mình sẽ cắt gã cái phần này ra nha, cắt theo cái đường bầu mà mình đã vẽ nè. Rồi cái phần phía trên này nè, mình sẽ bỏ cái phần bên này,
Thay vào đó mình sẽ vẽ, bỏ đi cái phần pen, mình sẽ vẽ sâu như vậy. Mình sẽ không có nhấn pen cái phần phía trên nữa nha. Mình cắt bỏ cái phần này, coi như là mình giảm đi cái phần pen. Rồi các bạn cũng nhớ nha, làm dấu cái phần mà mình tra cái phần quay nè, cái phần cầu quay của mình. Để khi mình đặt lên vải thì mình có cái điểm để mình sang dấu nha. Ở đây cái phần này mình sẽ đóng lại cái phần pen này luôn. Mình cắt mở ra mình đóng lại cái phần pen này, mình không có nhấn pen luôn nha. Đây mình cắt ra như vậy nè. Rồi mình sẽ đóng nó lại. Rồi tiếp theo mình sẽ vẽ cái phần cầu vai nha. Vẽ lại cái phần cầu vai mình xếp giấy đôi nha. Trên vải thì mình cũng xếp vải đôi như vậy luôn. Mình sẽ có cái thông số 27 cm để mình vẽ được cái cầu vai. Các bạn vẽ nhớ chừa đường may hai đầu nha. Mình lấy đủ 27 cm nè. Đó là cái chiều vai cầu vai liền của mình. Đúng 27 cm. Rồi mình sẽ chia cái đoạn thẳng 27 cm này ra làm hai phần bằng nhau. Mình sẽ chia nó ra hai phần bằng nhau. Rồi mình làm dấu ở đây. Trên cái đầu vai này mình sẽ lấy là 6 cm nha. Đây mình lấy 6 cm nè, làm dấu ở đây. Còn cái phần thân trước mình sẽ đo ngang cái phần mình gã nè, gã cái cầu vai ra bao nhiêu thì mình vẽ lại đúng bấy nhiêu để mình làm dấu. Đây là cái phần thân trước nha. Thân sau thì nó sẽ nhỏ hơn cái phần thân trước, mình cũng làm dấu qua như vậy. Rồi mình sẽ vẽ nha. Ở đây mình sẽ vẽ cho có cái phần cầu vai mình nó đi cong vô như vậy. Mình vẽ dùng thước kỹ thuật mình vẽ đó. Sao cho mà khi mình đặt lên cái phần vai mình á, thì nó sẽ giống tương tự như cái cầu vai mà mình đã cắt ra. Mình đặt thước sao cho nó có độ mượt nha, nó không có gấp khúc. Mình vẽ cho nó đều, có cái độ cong đều ha. Rồi tiếp theo là mình sẽ phạt lên điểm này 1,5 cm nè. Phía trong này mình phạt vô 1,5 cm, mình xéo như vậy. Rồi ở đây là 1,5 nè. Rồi cái phần thân sau mình sẽ phạt lên là 1 cm nha. Mình gạch xéo lên như vậy luôn. Cái điểm bên này 1 cm nha. Rồi cái phần đường may thì mình chừa mỗi bên là 2 cm. Thì các bạn có thể chừa 1,5 cũng được nha. Thì tùy thích nha, cái đường may thì mình có thể chừa từ 2 cm trở lại. Rồi mình sẽ cắt nó ra. Đây chính là cái cầu vai liền mà mình vẽ được ha. Nó sẽ tương ứng với cái cầu vai gời của mình đã cắt ra đó. Rồi khi cắt ra mình sẽ bẻ nó xuống như vậy. Đây, cái cầu vai của mình nó có cái hình thức như vậy ha. Rồi cái phần lớn thì mình sẽ quay về phía trước nè, mình làm dấu luôn nha. Rồi như vậy là xong cái phần thân phía trên. Bây giờ mình sẽ cắt cái phần tùng phía dưới nha. Cái phần tùng phía dưới nè, dài tùng của mình ở đây là 51 nha. Mình sẽ dựa trên cái số đo này để mình cắt được cái phần tùng phía dưới nha. Thì cái phần tùng mình sẽ xếp vải xéo nha. Ở đây bằng giấy gấp đôi nè, mình xếp như vậy. Mình xếp cho nó có cái độ đi xéo như vậy nha. Khi đặt trên vải thì mình sẽ hướng dẫn sau, còn trên giấy thì mình sẽ xếp như vậy nè, cho có độ xéo nhẹ thôi nha. Thì cái mẫu này thì mình cho cái phần tùng nó có độ xéo nhẹ. Thì mình sẽ tính cái vòng eo của mình là 72, mình đem chia tư nè, mình sẽ được là 18 cm. Mình sẽ cộng thêm 2 phân đường may nữa, mình được 20 tổng cộng nha. Bây giờ mình sẽ dựa trên thông số 20 này để mình vẽ được cái vòng eo nha. Rồi ở đây mình sẽ làm dấu cái phần này. Khi mình xếp giấy cho nó có độ xéo thì cũng vẽ khoảng 20 đến 22 cm nha. Rồi mình sẽ dùng thước dây mình cho nó có cái độ bầu. Độ bầu như vậy nè. Để mình vẽ được cái thông số 20 đó ha. Mình đánh cho nó bầu nhẹ nhẹ thôi. Để mình may vô cái phần eo thì nó sẽ có cái độ gọn, nhìn nó sẽ đẹp hơn ha. Đây, mình làm dấu như vậy. Mình đo ngang luôn là 20 nha, bao gồm cả cái đường may của mình rồi đó. Rồi, như vậy là xong cái phần để mình gáp vô cái phần eo nha.
Rồi cho chính xác nha, các bạn lưu ý nha. Khi mình đặt trên vải cũng vậy, mình phải đặt rồi mình vẽ lại chính xác như vậy nè. Rồi, ở đây mình làm dấu kỹ ở đây nha. Tiếp theo là mình sẽ lấy cái phần dài của cái tùng đầm á. Như đã tính ở cái thông số ban đầu á, là mình có cái dài tùng á, là 51 cm. Thì ở đây mình sẽ lấy 51, mình cộng thêm một phân mai nữa là mình 52 tổng cộng nha. Rồi, mình sẽ làm dấu nè. Mình kéo nó qua, mình lấy 52 đều hết luôn nha. Theo cái cách này thì mình cắt rất là dễ hiểu nha. Mà lên cái phần tùng đầm nó cũng tương đối đẹp lắm. Nó không có suông quá mà nó cũng không có xẹo quá ha, nó vừa vừa thôi. Rồi mình sẽ nối cái điểm dưới phần tùng lại nè, cho nó thẳng mượt nha. Đối với cái dáng đầm này thì các bạn lấy ngang cái phần tùng là 40 cm nha, đối với cái số đo này luôn, cho nó xòe nhẹ vừa thôi. Mình lấy ngang cái phần tùng phía dưới là 40, rồi mình sẽ nối từ cái điểm tùng lên cái phần ngang eo của mình ha. Như vậy là xong cái phần tùng của thân trước nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắt ra luôn. Mình chỉ cắt theo những cái đường mực mà mình đã vẽ nha. Tại vì mình đã cộng sẵn cái đường mai vô hết rồi, mình không có còn chừa thêm ra nữa. Rồi khi cắt xong á, mình sẽ mở ra cho các bạn xem cái độ xòe của nó vừa thôi ha. Xòe nhẹ thôi, mình mai mình gịch ra như vậy nè, nó sẽ có cái độ gọn phía dưới cái phần tùng. Rồi bây giờ mình sẽ nối cái phần tùng thân sau. Tùng thân sau thì mình sẽ cắt bằng cái tùng thân trước, mình chừa thêm 2 cm để mình tra khóa ha, cái phần sống lưng của mình đó. Tiếp theo mình sẽ cắt cái phần tay áo ha. Tay áo thì mình sẽ xếp giấy như vậy, xếp giấy gấp đôi. Thì phần tay áo mình sẽ cắt mình dựa trên cái phần vòng nách của thân trước nè. Ở đây mình sẽ gáp cái phần cầu vai mình đã gã ra nè. Rồi mình đo cái vòng nách thân trước nha. Mình đo cái vòng nách thân trước bao nhiêu thì mình sẽ dựa trên cái vòng nách này mình cắt được cái tay áo của mình nha. Ở đây mình đo được 18,5 nha. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái phần tay áo luôn. Tay áo thì dài tay của mình là 20 nha. Ở đây mình có cái dài tay là 20 cm. Tay áo thì mình xếp như vậy, giải gấp đôi nha. Rồi mình sẽ lấy dài tay nè, dài tay bằng với số đo, mình cộng thêm 1 cm để mai nữa nha. Là dài tay của mình tổng cộng được 21. Mình sẽ hạ nách tay cơ bản là 11 cm nha. Ở đây mình cắt tay cơ bản bình thường, không có dúng nha. Rồi bằng với cái tay là bằng với cái vòng nách thân trước mà mình đã đo được nè. Cái phần ống tay sẽ nhỏ hơn cái phần kích tay là 2 cm nha. Rồi mình gạch xéo xuống như vậy. Cái phần ống tay này mình sẽ phạt bầu lên 1 cm nha. Rồi mình sẽ đánh lại cái vùng nách của cái tay áo nha. Rồi phần này là mình có độ lớn là 2,5 cm nè. Ở đây là 0,5 nha. Rồi mình sẽ tiến hành mình cắt ra thôi. Các bạn lưu ý nha, đây là cái phần tay lớp trong đó, thì mình cắt tay cơ bản bình thường không có dúng nha. Các bạn lưu ý nha, đây chỉ là cái phần tay phía trong, cái phần lớp trong của mình thôi. Sau khi mình cắt cái phần tay lớp trong này rồi thì mình sẽ tiến hành mình cắt thêm một cái phần tay lớp ngoài. Phần tay lớp ngoài này đó, mình sẽ cộng thêm cái phần dúng nè, so với cái phần tay nha, cơ bản này nha. Rồi mình sẽ đặt cái phần tay cơ bản này lên một cái phần giấy khác, cũng là giấy xếp đôi, giống như cái phần tay cơ bản vậy nè. Rồi mình đặt lên như vậy, mình chừa cái phần dúng ra nè. Phần dưới lai á, mình chừa 2 sen nè. Mình sẽ gạch như vậy nha, chừa đúng 2 sen. Rồi cái phần phía trong cái tay nè, cái phần mình gấp đó, mình sẽ chừa 3 sen. Mình vẽ cái vòng nách lại luôn. Ở đây cái vòng nách mình sẽ vẽ lại nha, vẽ cho nó đi lên cao hơn so với cái vòng nách tay cơ bản là cỡ 2 cm nha.
Nếu các bạn muốn nhúng nhiều thì mình sẽ vẽ 3 sen. Ở đây mình chỉ thêm 2 sen thôi. Ở phần này 3 sen nữa. Trong đây 3 sen luôn nha. Rồi, như vậy là mình được cái phần tay phía ngoài đó, cái lớp nhúng đó. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắt ra. Cái mẫu tay này khi mình mặc lên cái phần tay của mình nó sẽ bồng bồng lên, rất là dễ thương luôn nha. Mà cũng dễ cắt mà lại rất là dễ may luôn. Các bạn có thể ứng dụng may cho đồ bộ, áo lẻ đều được đó. Sau khi mình cắt xong mình sẽ mở ra để các bạn có thể hình dung được cái phần tay lớn và tay nhỏ như thế nào nha. Đây, nó xê chịch như vậy nè. Đó, cái phần tay lớn nó sẽ là cái lớp ngoài, khi mình may mình sẽ rút dúng lại nha. Như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn cái cách cắt hoàn chỉnh mẫu đầm này trên cái phần giấy gập nha. Ở video sau mình sẽ chia sẻ cái cách cắt trực tiếp trên vải. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chào tạm biệt các bạn nha.